Để đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất, anh em đặt hàng ngay tại shoptaycam.com. Kingmansport.vn. Thế giới đồ thể thao Lam không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Rồi, chúng ta sẽ đến với một đội hình tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay. Với đâu đó khoảng 96,69 tỷ, bác chủ không có bất kỳ một yêu cầu nào gì đó quá to tát cả. Bác chủ chỉ bảo là hãy build cho em một đội hình full những cầu thủ chỉ số là 120. Full chỉ số 120 mà 96 tỷ. Quả này căng nha. Bài toán này khó đấy, đừng có đùa nha. 96 tỷ thì nếu như mà chơi form cộng 5 thì ít nhất phải là 111 thì mới full được. Hoặc không thì lấy Man City thì may ra là dễ. Vì Man City thì nó búp khá nhiều chỉ số, thì nó sẽ khiến cho những cầu thủ có chỉ số nó tương đối trội lên vậy. HG hoặc UCL là rẻ nhất. 96 tỷ là một đội hình full HG được không nhở? Full HG này đủ ấy chứ nhở? 111 trở lên. Được, HG ổn nha. Rồi, sau một vài thời gian suy nghĩ, toàn tính lại thì chúng ta sẽ đến với một đội hình full mùa HG. Thì tôi sẽ build một đội hình full của mùa HG cộng 5. Và để các cầu thủ có chỉ số phải là 120 trở lên ý, thì ít nhất với mức thẻ cộng 5 cầu thủ đó phải là 111 trở lên các bạn nhé. Thì bây giờ tôi sẽ cùng với anh em xuống tiền với những lựa chọn hợp lý nhất ở đội hình này nha. Đầu tiên sẽ là hàng công đi. Hàng công thì tôi muốn có con Henry này là đầu tàu này. Henry mùa HG dù gì thì nó cũng là một mùa ngon trong cái form tiền của nó. Tiền đạo 112, tốc 120. Vào cái team color là chạy gần 130 rồi, rút xoáy mắt tốc độ đầy đủ. Huyền thoại, 6 sao kỹ thuật. Nếu mà mua khéo ấy thì anh em có thể mua min được 14 tỷ 7 là về. Có thể anh em lựa một con Kurigapo mùa này để chạy cánh cũng được, chạy khá ngon, chỉ số cũng khá là đều. Ozan Zaban, nói chung là bây giờ là hợp tiền là anh em mình vụt thôi, chứ cũng không cần toan tính quá nhiều. Kurigapo mùa này xả min, tôi nghĩ là mùa này đâu anh em min tương đối nhiều thì cứ min tạm đi nhá. Thái 6.9 này. Rồi, hai lựa chọn hàng công mình đã có này. Bây giờ chúng ta sẽ đến với hàng tiền vệ đi. Tonisso này giá này êm quá gì nữa nhá. Tonisso có 4 tỷ này, không bú thì bú con nào luôn. Jesse Lingard tại sao đây không phải là một lựa chọn chạy cánh nữa này. Bagley, tôi nghĩ lấy Bagley hợp lý hơn đấy. 8 tỷ là đúng cái form tiền của anh em mình rồi. Có Donny van der Beek cũng rẻ này. Thế từ từ nhá. Tôi sẽ lấy Donny van der Beek đá cặp cùng với là Rob Bagley, hai con hàng 255 đi. Đấy, cái xương sống thì chúng ta cứ lấy trước đã nhá. Trung vệ thì có Emerick Laporte này. Laporte khá ngon, chạy 109, thể hình tương đối ấn tượng, 7 tỷ về nhá. Raul Albiol mùa này cũng là mùa khá là đét đấy chứ. De Vries, hay mua De Vries thôi nhở, De Vries để giảm tí lương. Leddy King mùa này à? Ôi, mùa này mà mua được Leddy King là giảm được gần lũi tiền đấy nha. Lacho nhá, Lacho có 6 tỷ thôi. Tôi nghĩ giá này là anh em mình múc luôn được. Thôi cứ tạm thời như vậy đi nhá. Cặp trung vệ là Laporte với cả Nacho. Van der Beek, Bagley đá giữa. Gapo, Henry rồi. Bây giờ đây anh em mình cần một vài những phương án chạy cánh nữa. Đấy, mẹ Lingard nhở. Lingard một cánh. Một cánh sẽ là Kiesa hoặc là Joko. Joko giá này cũng khá là to đấy nhá. Nếu mà Kiesa được thì anh em mình có thể lấy Kiesa đấy. Rồi, tôi lấy sẽ lấy Kiesa một cánh này. Và một cánh còn lại tôi sẽ bóp mồm bóp miệng lại. Vì bây giờ chúng ta đang cần ít nhất là 10 cầu thủ khoảng chỉ số 120. Thì chúng ta sẽ bóp thêm một hai con hàng hậu vệ đi. Hay làm con gai à trước đã nhá anh em nhá. Chốt một con gai à 5 tỷ này, đá cánh trái này. Adnico, ui Adnico này giá khó nha. Sergio Roberto này luôn này nhá. Con này 4 tỷ 6 này. Được chưa anh em ơi? Nhá, chúng ta đôi cánh là Sergio Roberto với gai à xong luôn. Ôi, tính ra team này nghe cũng man phết nhỉ. Thủ môn có nào không nhỉ? Thủ môn có Senny à? Thủ môn chắc bỏ nhỉ. Thủ môn vào đây nữa thì cũng mệt đấy nhá. Thủ môn vào đây thì cũng mệt đấy. Senny này. Thực ra thì nó vẫn đủ anh em ạ. Thực ra 11 con thì nó vẫn đủ luôn nha. Tominay không đủ anh ạ. Tominay chỉ số 110 làm sao vào đây được. Đây anh em ơi, tôi thử xem là cái hệ thống này liệu có ổn không nhá. Cân lại cho anh em xem nhá. Ok, Henry này. Henry ở đây có Kurigapo đi. Gapo đã tiền đạo luôn được. Gapo này.
Ở đây thì có Bác Ni này và Van der Beek. Laporte chậm như rùa anh ơi, bây đừng đòi hỏi gì cả. Thằng nào hơn nó nữa đâu. Là chó. Bỏ Gapo đi em, Gapo hợp lý mà anh em. Ở bên này có Gaia này. Gaia bên này. Roberto. Ở đây có Chiesa này. Ô mê phết nhỉ. Thủ thành thì đang có con Szczęsny. Mong là mua con Szczęsny này. Không mua được thì cũng phải cố mà mua nữa. Rồi ok. Full 5 hết cho đẹp nào. Uli Gapo này có thể đá cánh nó mới đủ chỉ số đấy anh em ạ. Tí nó sắp xếp sao cho nó hợp lý là được. Bây giờ còn một lựa chọn nữa. Uli Gapo này nếu như mà chỉ số này thì anh em phải đá CF nhá. Nó đá CF thì là 111 thì cũng ok. Thì tiền còn lại anh em có thể mua Aniki William này. Đó và Aspas. Jesse Lingard lại được mà. Ôi vãi, lương còn có mua 20 thôi à. Thôi hỏng rồi, đội hình này lương cao quá anh em ơi. Thế thủ môn có khi phải bỏ anh em ạ. Khả năng phải bỏ thủ môn đi anh em ơi. Thủ môn tạm tạm con nào đó chứ thủ môn này đang hơi với tầm rồi. Thế thì anh em mình dồn tiền cho một vị trí hàng công nốt nhá. Cỡ như kiểu du câu này chẳng hạn này. Còn đâu 4 tỷ mình mua con thủ môn gọi là phèn phèn tạm nó thôi, được không? Kiếm con GK là lương bé bé thôi chứ. Được không? Kiếm con lương 18 tạm tạm vào đây vậy. Chứ bây giờ cả đội hình cả thủ môn nữa thì bài toán này gần như là không giải nổi. Không thể giải nổi. Lương 18 thì tôi lo được. Đây thủ thành Krul 1m88 thôi à, hơi thấp nhẹ. Hòn, thủ thành Hòn này cũng được này. Hòn đi nhá. Chưa quả thằng Hòn phát. Hòn 6 à. Thôi nha, lấy Hòn đi nhá. Hòn ok đấy anh em, Hòn ok đấy. Nếu mua Hòn được 6 thì anh em mua 6 cũng được nhá. Zico 6 à. Ủa Zico 7 này, Zico 7 đây vào về đây đủ luôn này. Ừ nhờ. Ông nào bán cho con Zico 7 này, phát là êm luôn, đúng 120 luôn đấy. Hòn 7 còn Zico 7 mê điên luôn đấy. Ông nào đập Zico 7 này bán tôi phát. Thế là đẹp rồi anh em ạ, thế là đẹp rồi đúng không? Ví dụ Zico đi. Tôi hỏi anh em thằng nào build cái đội hình mà tất cả những cầu thủ đều full 120 mà chưa đầy 100 tỷ như thế này. Khó luôn đấy. Nhìn đội hình mê điên luôn mà. Mê lì nha, không ai chê. Thật ở đây không ai dám chê cái đội hình full 120 chỉ số tổng như này. Rồi ok nhá. The next day. Rồi sau đúng một ngày trở lại thôi. Thì một đội hình chỉ đâu đó gần 100 tỷ mà tất cả những cầu thủ phải có chỉ số tổng lên tới khoảng 120. Thì anh em có thể nhìn thấy trên màn ảnh nhỏ, tất cả những cầu thủ đó đã về đầy đủ rồi. Harry 121, Kiesa 121, Joko 121 và Gapo là 120. Tất cả những lựa chọn này đều 120 trở lên rồi. Chỉ có mỗi con Gaia này nó mới về thôi. Còn nếu như mà con hàng này lên với thẻ cộng 5 thì chỉ số tổng cũng là 120 luôn. Một đội hình quá đẹp so với kỳ vọng của bác chủ. Một bài toán khó nhưng chúng ta đã có thể giải được. Henry Kiesa với hai chân 5 năm, mình sẽ lựa chọn ở trung tâm hàng công. Cả hai đều có kỹ năng dứt điểm tốt với hai chân 5 năm và tốc độ thì thực sự là khủng khiếp. Bên phải có Joko chạy 122 và 125 và Kudigapo ở vị trí hành lang cánh trái với tốc độ cũng đã là 122 và 121 rồi, dứt điểm cũng khá tốt. Thực ra thì anh em có thể cho Kiesa ra cánh và Kudigapo ở giữa thì cũng đều ok nha. Bộ đôi hàng tiền vệ sẽ là Robani cùng với là Donny Van Der Beek. Cả hai đều có hai chân 5 năm anh em ạ, khẳng định đều có hai chân 5 năm và những bộ chỉ số về sút cũng rất tuyệt vời nha. Bộ tứ hàng thủ sẽ là Lacho đá bên cạnh là Laporte. Lacho chạy 122 và Laporte thì cũng không chậm, chạy 118. Bên phải thì có Sergio Roberto, tốc độ 120 và cánh còn lại sẽ là Gaia. Nếu full never thì anh có tốc độ là 124 và 125. Mề thật sự. Và vị trí gác đền thì sẽ là Sergio Rico. Thực ra là tôi nếu như mà săn được con hàng này cộng 7 mà nếu như về đủ full chỉ số thì nó cũng là 121. Nhưng mà cộng 7 nó hơi khó bán một tí nên là thôi. Coi như vị trí gác đền anh em tạm bỏ qua với full chỉ số 120 nha. Lúc đó còn dư tầm khoảng vài tỷ, mình sẽ mua thêm là Anaki William nữa anh em nhé. Ở đây vẫn mua Sergio Rico này, vẫn cố mua con hàng này nhưng có lẽ là sẽ là bài toán rất khó. Và không phải chờ đợi gì, chúng ta sẽ đến với những sự trải nghiệm đầu tiên. Rồi, đã thấy anh em ơi, chúng ta sẽ đến với những sự trải nghiệm đầu tiên của siêu đội hình full 120 chỉ số tổng với chỉ hơn 90 tỷ BP tươi. Một đội hình cũng rất mạnh để anh em có thể trải nghiệm nha. Tốc độ của Henry, đây là Kiesa. Kiesa bứt tốc ghê đấy nhờ, tốc 129 cơ mà. Đỡ kiểu gì.
đỡ kiểu gì quả bóng này. Bàn thắng đầu tiên dành cho Joko. Kiesa, tốc độ của Kiesa. Kiesa đỡ. Nó đỏ quá trời luôn anh em ơi. Và đó là Thetea này. Rồi tốc độ của Kiesa đỡ biểu gì đây. Thủ môn có lên không? Thủ môn lên không thì nói luôn. Lên thì cũng chết thôi mà. Lên thì cũng sẽ chết với Kiesa thôi. 255 là một điểm mà anh em rất thoải mái để dứt điểm với Kiesa nha. Kiesa, hay quá nhờ. Kiesa đảo quả này qua chưa? Không qua thì cũng chết chưa. Kiesa đá mềm mại sướng nhở. Mùa này thì mình nghĩ cũng là một mùa đáng mua với Kiesa nha. Henry. Rồi thoát xuống ngay. Rất khó để bắt trỏ với những pha đua tốc này của Kiesa. Phút hàng công sẽ có 3 luôn. Nope. Ui, vẫn đỡ được à. Capo bú luôn. Vẫn bắt được à. Ôi à. Cày thế nhờ. Henry, Henry. Xong chưa? Xong chưa? Một pha đẩy tốc và dứt điểm quá hay của Thierry Henry. Kurigapo. Kurigapo. Gapo. Gapo. Cùng cuối cùng bóng vẫn vào chân anh. Và tỷ số là 2-1. Quả đấy tưởng chừng như chúng ta đã bị ngăn cản lại. Nhưng không. Hay quá. Lapos. Đây rồi. Joko. Căng ngang nào. Ui. Môn này bướng nhờ. Bướng nhờ. Chết rồi. Benzema kìa. Trích đi. Nó gọn thế nhờ Benzema. Được nha. Henry. Sao vậy? Đỡ đi. Yes. Gapo. William. William. Cái chân trái cũng rất có lực nha. Tỷ số là 4-2 rồi. Rồi Henry. Tốc độ của Henry. Tốc độ của Henry. Xong rồi đấy. Tolisso. Rồi xong rồi. Ba thắng đến rồi. Cái gì đây? Ua. Tốt nhờ. Rồi Henry. Henry. Joko. Nhìn thủ môn nó chớ kìa. Rất hay gì với bàn thắng đầu tiên này của Kiesa. Đi đâu nhờ. Henry đủ cái tốc độ để vượt qua tất cả. Nhanh nhờ, nhanh nhờ. Đuổi, ai đuổi được không? Ai đuổi nổi đây? Và đó là sức mạnh của Henry Hager với mức giá chỉ hơn 10 tỷ mà thôi. Cái giá sẽ đắt đây nha. Kurigapo. Henry. Henry đặt lòng vào này thì ai đỡ đây? Ai đỡ nổi đây? Đặt lòng mê nhờ Henry. Van der Beek. Van der Beek nó sút xa kìa, mê thật đấy. Cả Van der Beek và cả Robben thì đều là những con hàng có thể sút xa tuyệt vời. Rudiger ơi, sai lầm chưa? Sai lầm chưa Rudiger ơi, vung quả nữa. Sút quả tàn nhẫn nhờ Donny Van der Beek.
đối đang gần như không còn một tia hy vọng nào nữa. Và bây giờ đã buông xuôi rồi. Hay quá nhờ, Kia xa, Henry đây rồi, xong rồi vấn đề. Giải quyết chưa? Giải quyết nhanh gọn với Thierry Henry. Henry, tốc độ của Henry. Ăn mừng luôn mà. Một pha bấm bóng quá tuyệt vời của Henry. Tỷ số là 2-0. Thierry Henry, quá dễ dàng với Kia Sa. Hai chân 5-5 nên nhìn cái tình huống dứt điểm rất nhẹ thôi. Chết rồi, Ronaldo lại thoát xuống. Nhưng chắc chắn pha này lại xịt này. Nói rõ rồi mà anh em. Ôi à. Đau nhờ, quả bóng đấy rất rùa nha anh em nha. Không có nhiều ý nghĩa nữa đâu. Tỷ số là 4-1. Và khả năng đây sẽ là một trận đấu của một set tennis. Sergio Roberto. Quả đấy lỏng nhờ. Hay quá nhờ. Ơ à, xoay sở lét thế nhở. Cái gì đấy, 4-3 luôn này. Quả đấy quả thử gấp đấy, nhưng có lẽ đây là dấu chấm hết dành cho đội bạn rồi. Dấu chấm hết chưa? Henry, tốc độ rất nhanh của Henry. Vào đây xoay sở nào, ở đây xoay sở nào, ở đây. Ai ở trong? Kia xa. Kia xa.